Mâm, ăn nhanh lên con, không nên đọc bài nữa. Nào, hay là bố mà ăn đi nhá. À, 1, 2, 3, ăn đi, nhanh lên. Ăn no rồi. No cái gì? Từ lúc đi học về đã ăn cái gì đâu. Ăn cho mẹ hết bát cơm đi, rồi mới đứng dậy được nhá. Nào, đắp cái miếng này, ăn con. Nào, đưa bát đây bố mượn nào. Đây, bố giúp nhá. Cái này để lại đây này. Còn cái này nhá, bố sẽ ăn bớt cho một tí cơm này. Đấy, con ăn nhanh đi. Cái đấy con phải tăng tốc lên đấy nhá. Anh chịu. Ừ. Trời ơi, ăn uống là theo nhu cầu. Như em ấy, em mà không thích ăn, có ai ép em ăn được đâu. À, ăn xong rồi á, con phải học bài đây. Ừ, con lên đi. Đi học bài đi, nhớ rửa mồm ấy nhá. Vâng ạ. Bác, ban thì đông đi ạ. Đây, con ngon. Ngon lắm bác ạ. Dạ, em mua nhà quen đấy. Dạ. Bác Chí nhà mình về đợt này chắc là cũng tính toán xem đầu tư làm ăn ở đâu rồi hả bác? Ôi giời ơi, bác ấy mới về cứ để cho bác ấy chơi cho tí tái đã nhỉ? Thì lại tính sau. Anh cứ nói thế chứ, phải tính dần đi là vừa. Giờ bác Chí nhà mình là cứng tuổi rồi. Bác ổn định mọi thứ, bác còn lấy vợ chứ. Đúng không bác? Vợ thì cứ từ từ. Còn chắc mấy hôm nữa anh đi kiếm việc. Dạ. Bác ơi, em có ý này hay lắm, bác xem thế nào. Hay là bác ra quán em đầu tư chung với em đi. Quán ấy làm ăn vẫn ổn. Em muốn mở rộng lâu rồi nhưng mà chưa đủ vốn. Giờ bác về thế này hợp lý quá làm gì nữa ạ. Anh nghĩ là anh em làm ăn chung với nhau làm gì. Tốt nhất ý là bác Chí bác cứ làm cái gì mà bác ấy thích. Thế là được, anh nha. Anh thì như nào cũng được. Tùy hưởng tuệ. Dạ. Thế để mở rộng cái quán nhà mình ý, cần khoảng bao tiền? Cũng chẳng nhiều nhọc gì đâu. Khoảng xông xênh nha bác nhá, 1 tỷ là đủ. Ui, 1 tỷ á? Ừ. Tỷ thí thì có, tỷ đồng đấy đâu ra. Anh mới đủ. Em đang nói chuyện nghiêm túc với bác. Bác ơi, ý bác thế nào ạ? Để anh tính á. Vâng. Thì em cứ nói thế thôi chứ rông dài bác cứ tính đi. Xong rồi đường bước thế nào thì bác nói cho em một tiếng nhá. Theo em, anh em trong nhà làm ăn với nhau làm gì? Em sợ khó lắm. Lãi thì không sao, lỗ cái cắn nhau ngay, có khi mất cả tình anh em. Thôi, bác cứ ở anh ăn đi ạ. Em lên gác xem cháu học hành thế nào. Thôi thì cứ để mai anh ra quán xem như nào. Vâng, mai bác ra quán em đi. Em nghĩ là cứ phải ra tận nơi thì mới biết được. Thế xong có gì như nào thì hai anh em mình bàn luôn ở quán bác nhá. Rồi. Dạ. Bác ăn nhiều vào nhá. Xong cứ để tí em xuống rửa bát ạ. Ừ. Dạ.